Xin chào tất cả các bác. Hôm nay bên shop lại giới thiệu bác một loại hạt giống mới, đó là kết khủng long. Hạt giống cải kết khủng long. Thế thì một gói như thế này. Đây là hàng nguyên bao bì của hãng Julian, được 1 gram thì nó rơi vào khoảng tầm 300 đến 400 hạt. Đây, các bác nhìn này. Đó, rất là ok nha. Với cái kết này thì các bác thấy là nó sẽ không xoăn bằng cái cải kết kia đâu ạ. Đó, thì lá của nó to này, rồi nó sẽ có những cái mà núm lên như này. Đó, nó sẽ không xoăn bằng cái cải kết kia. Cải kết kia thì nó sẽ xoăn. Đây là kết khủng long nha các bác nha. Okay.